Good morning. Xin chào tất cả cô chú và anh chị. Hiện tại thì mẹ con em bắt đầu rời nhà từ Florida, sẽ lái xe về Massachusetts. Thì cái cuộc hành trình mà lái xe về tới Massachusetts á là gần 20 tiếng nha cô chú và anh chị. Và mẹ con em sẽ đi qua bên tới 11 tiểu bang. Thì bây giờ cuộc hành trình của mẹ con em bắt đầu. Thì xin mời cô chú và anh chị cùng theo chân mẹ con em thử coi cuộc hành trình này nó gian nan đến mức độ nào. Xin mời cô chú và anh chị cùng đi với mẹ con em nha. Hiện tại bây giờ là mẹ con em đang ở South Florida và bắt đầu cuộc hành trình vào lúc 8 giờ 30 sáng. Và mẹ con em mới vừa tấp vô đổ xăng. Thì đây, em sẽ đưa cho cô chú và anh chị coi á, là bao nhiêu mile và bao nhiêu tiếng và mấy giờ mẹ con em sẽ tới nơi nha. Nếu mà mẹ con em đi thẳng á, không có ghé đó, không có ghé chỗ nào á, thì mẹ con em sẽ tới chỗ á, là khoảng chừng 4 giờ 11 sáng ngày hôm sau. Thì cuộc hành trình bây giờ là 1.369 mile và 19 tiếng mẹ con em sẽ tới nơi. Thì đây, hiện tại giờ mẹ con em đương đi trên Florida Turnpike. Thì em sẽ keep update cho tới cô chú và anh chị. Ok, mời đi chung với mẹ con em nha cô chú và anh chị. Hôm nay thời tiết thì cũng khá là ok. Tại vì hôm nay là Florida, em nghe người neighbor nói là khoảng 90% là có thể bị mưa. Nên mẹ con em tranh thủ đi sớm. Thì đây là Florida Turnpike, thì nhìn thì cũng clear, cũng không có gì. Thì hy vọng là từ đây cho tới nhà thì không có bị kẹt xe, mọi chuyện được suôn sẻ để mẹ con em tới nơi được nhanh và everything okay. Ok, xin mời cô chú và anh chị cùng đi theo mẹ con em ạ. Chiếc xe này tụi em đi là xe Toyota Hybrid. Thì hồi nãy tụi em tấp vô đổ xăng là đổ $35. Thì chạy được là 615 mile. Nên từ đây mà cái hành trình từ Florida mà nếu mà về tới tiểu bang Massachusetts thì mẹ con em chắc phải đổ là 3 lần xăng. Một lần ở đây, thêm 2 lần nữa. Tại vì tới là gần 1.400 mile lần đó cô chú và anh chị. Trời, rất là nhiều mây nha cô chú và anh chị. Hiện tại bây giờ thì em tới trạm thu phí nè. Thì ở bên tiểu bang Mass là có Easy Pass, còn ở đây á không có Easy Pass nên là tụi em phải trả. Đó. Bây giờ đang ở trạm thu phí để coi trạm đầu tiên để coi tụi em phải trả bao nhiêu tiền. He's a poodle. Okay. Okay. Yeah. No mix or anything. No. Đó, ở đây thì họ dùng cái Fastpass. Thank you. Tụi em dùng cái Easy Pass. Easy Pass nên là tụi em phải trả tiền. Đây là thời tiết ngày hôm nay nè. Hy vọng là tụi em ra khỏi tiểu bang Florida thì thời tiết nó sẽ tốt hơn. Nãy cho đi tới cái khúc kia thì trời cũng hơi mưa lâm râm rồi đó cô chú và anh chị. Hồi nãy giờ thì mẹ con em mới chạy được có 1 tiếng đồng hồ thôi. Qua cái trạm thu phí đầu tiên thì đã hết rồi.
còn mưa, thì không còn kẹt xe nữa. Thời tiết quá xấu luôn á. Đây cô chú và anh chị, mẹ con em chuẩn bị đi qua cái cầu. Cầu này cao lắm, đẹp, giống như cầu Mỹ Thuận với cầu Vũng Thơm mình Việt Nam mình đâu.
này thì vui. Nhiều đây.
sánh. Đó, ghê chưa. Về ra tới ngoài kìa nè, tự nhiên nó thắng lại, nó thấy xinh lại à. Đó, chịu nổi không? Mẹ con em đang ở Delaware. Bây giờ là 4 giờ 12 sáng. Nhà bên ngoài á, thì chỉ có 30 độ thôi. Bây giờ là 9 giờ rưỡi, mẹ con em đã chuẩn bị
em cũng cảm ơn cô chú và anh chị đã theo dõi video này, và nếu video, tại vì quay cũng rất tối đó cô chú và anh chị, với lại ngồi trên xe đó nhiều khi nó hơi lắc, hơi có video nó không được quality cho lắm đó, thì cô chú và anh chị cũng thông cảm giùm cho em. Cô chú và anh chị nhớ cho em một like và đăng ký kênh giùm em ha, để cho em có thêm động lực để làm những video tiếp theo. Yêu cả nhà nhiều lắm. Cảm ơn. Xin tạm biệt. Hẹn cô chú anh chị nhé.